Có chức năng làm giải mã không cần nhiễm mời. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát một chút xíu nhé. Đây là cái đầu giải mã của mình. Thì cái con Ria 320 này nó có kích thước cũng rất là mỏng, nó không có quá dày, rất là gọn. Nếu chúng ta có những cái thiết bị là quá nhiều rồi, chúng ta để vào nó cũng rất là gọn. Con này thì thiết kế size vẫn là size chuẩn 43. Rồi đặc biệt nó làm giải mã không cần nhiễm mời Nhật Bản, thì chúng ta có thể yên tâm mà sử dụng, không có sợ sau này mắc nó hơn thì chúng ta vẫn làm DAC được. Còn về cái chức năng đọc đĩa MD rất là tốt, đọc đĩa rất là đĩa nào nó cũng nhận hết, đọc rất là nhanh và rất là chuẩn luôn. Ok, thì trong cái video này thì mình ghép với cái âm ly marang luôn nha các bạn, và cái cặp loa mình ghép là cặp clip. Bạn nào có nhu cầu cả bộ thì có thể liên hệ Nguyễn Hồng Audio. Còn nguyên riêng về cái đầu giải mã thì có mức giá là 3.500.000, rất là phù hợp luôn, không cần gì mời. Tôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.